shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bitsumon Reforged. Để ủng hộ làm tiếp, các bạn luôn bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập trước á, mình đã rất là may mắn luôn khi bà đã hoàn thành xong 76.47% của Magic Cap Death rồi nha các bạn ơi. Tập ngày hôm nay thì mình sẽ cố để mà nó lên thành 100% luôn nha. Và mình cũng đã hoàn thành xong cái bộ ba Kami gồm Lendorus, Thunderous và Tornadus rồi nha các bạn ơi. Quá là xịn sò luôn. Rồi bây giờ thì đi lấy đồ nghề ra để mà đi câu cá thôi. Đồ nghề mình để ở đây nè. Và các bạn cũng có comment là bảo mình nên xài cái Focus Shot này cho cái em Venusaur để mà nó giữ lại một máu khi mà tấn công. Nó cũng rất là hay luôn các bạn ơi. Xịn sò thiệt sự luôn. Ôi, và hiện tại mình đang ở tại cái vùng Jungle nè. Và đối diện bên đây là cái vùng Tygamer, vùng xuất hiện của em White Vettel đó. Bên đây thì nó có cái vùng Forest. Ôi, cũng rất là hay ha. Giờ thì mình sẽ cắm cây đuốc chỗ này đi ha. Và chúng ta sẽ đặt cái PC xuống để tiến hành đi câu cá đã các bạn ơi. Xịn thiệt sự luôn nè. Đi câu cá thôi các bạn ơi. Câu cá liên tục luôn à. Ôi, không biết cậu ở đây á, có khi nào White Vettel nó xuất hiện không ta. Để giờ mình check spawn lên cho nó đi coi. Ôi, 23 phút nữa mới có White Vettel bạn ơi. Ôi, mình được một em Magic Cap màu tím. Hình như đây là tím kim cương đó bạn ơi. Đó, nó có những cái kim cương ở trên mình đó nè. Quá là xịn sờ luôn. Vẫn tiếp tục là Whitbon nha. Ủa sao con này có cấp 7 hả ta? Sao cấp thấp quá vậy? Đây này mình có chưa vậy? Mình đã có rồi bạn ơi, hơi buồn một xíu. Thôi cất nó vô trong đây đi. Wow, lại là một em Magic Cap khác các bạn ơi. Wow, em này hình như là nó có cái đốm đen nữa nè. Ủa sao giống cái con Magic Cap mà tập hôm trước mình câu quá vậy ta? Để mình coi có phải là nó không nha các bạn ơi. Magic Cap. Ôi đúng là nó rồi bạn ơi, em này mình đã có luôn rồi nè. Wow, để mình coi bây giờ là còn 22 phút nữa thì White Vettel nó mới xuất hiện lận. Và vào buổi tối nha bạn ơi, tại cái vùng Tygamer đó. Ủa mình lại trúng một em Magic Cap khác nữa nè các bạn ơi, nhìn cũng rất là đẹp ha. Đây vẫn tiếp tục là Whitbon thôi. Nói chung á, bắt Magic Cap mình chỉ có xài một là Whitbon, hai là Diebon và ba là Liverbon thôi nha các bạn ơi. Cấp tụi nó rất là thấp luôn đó. Em này thì... Ôi mình cũng đã có luôn rồi. Mình đã chuyển địa điểm câu vào sâu ở trong rừng rồi bạn ơi. Không biết vô trong đây có thêm mấy em Magic Cap nào xịn sò không nha. À có một em Venonat xuất hiện kìa. Để mình câu xong cái tôm này á, rồi mình sẽ đi qua mình kiểm tra thử nha. Ôi Magic Cap gì đây? Phải là thường không vậy? Cứ xài Diebon nha bạn ơi. Giờ thì mình đã chuyển qua quả khác rồi. Không có xài Whitbon nữa đâu. Nó bị hao tổn bon của mình quá chừng luôn. Đó, và Diebon thì nó vẫn thành công như bình thường thôi. Đúng rồi, cái dạng này là cái dạng thường thôi, mình đã có luôn rồi. Đâu rồi Venonat? Venonat trốn ở đâu rồi nè? Ui, dạng thường thôi bạn ơi, xui vậy. À, mình vừa đạt được cái thành tựu là bắt được 134 em Pokemon hệ nước các bạn ơi. Wow, nhờ Magic Cap không á mà mình bắt được quá nhiều Pokemon hệ nước nữa các bạn ơi. Ôi các bạn ơi, lại là thêm một em Magic Cap hổ nữa nè. Và có một em Boss Seizer kìa. Để tí mình qua mình dứt em boss đó luôn nha. Và coi bộ khá là xịn sò đây. Magic Cap này mình đã có chưa nhỉ? Em này thì mình chưa có bạn ơi. Wow, để mình coi cái mặt của nó đâu rồi. Cái mặt ngáo ngáo của nó đâu các bạn ơi. Đây chỉ là em nó nè. À mình hiểu rồi. Hình như đó là Apricot thì phải. Đúng rồi, nó là sọc Apricot. Và đây là sọc của ngựa vàng các bạn ơi. Uầy, xịn vãi chưởng hả? Và mình đã đạt được 79% Magic Cap Death rồi nè. Giờ chắc mình sẽ lấy một em Pokemon hạ lửa ra để mà chơi cái em Caesar Bot đây nha. Rồi, Caesar Bot. Ui, em nó ở đâu vậy? Ờ, đây các bạn ơi, đây chính là Caesar Bot Mega luôn nè. Mega Shiny, nhìn khá là đẹp ha. Chúng ta sẽ xài cái chiêu Eruption đi ha. Ui, một hit em nó chết queo luôn. Cho mình khá là nhiều nè. Top play Aluminum cũng như là Iron nữa nè. Ui, xịn thiệt sự luôn nha. Magic Cap tím này mình có chưa ta? Cứ bắt nó trước đi các bạn ơi.
Ờ, có một cái sale ở đây luôn nè. Úi, hay vậy. À, con này thì mình đã có rồi bạn ơi. Nhưng mà quan trọng là có cái Sega Sale ở đây nè. Ủa, mới thấy đâu rồi. Đây các bạn ơi, đây chính là cái Sega Sale nè. Ôi ơi, xịn phải chưởng hả. Và đây chính là cái thứ bao nhiêu của mình rồi ta. Để mình kiểm tra coi. Ôi, cái này là cái thứ 59 của mình luôn rồi bạn ơi. Quá lạ luôn nè. Chắc bây giờ mình sẽ đi di chuyển một cái vùng khác đi. Để mà tiếp tục câu nha. Mình mới chuyển địa điểm để mà câu Magic Cap nè. Và cũng đã lấy thêm Diamond ra rồi nha các bạn ơi. Ôi, câu ra con Bodywork. Con này mình đã có rồi. Ra chi vậy? Chắc mình phải qua gần câu xa tầm giữa sông thì mới có cá thôi bạn ơi. Ôi, đây rồi nè. Chúng ta được một em gì đây? Có phải là Apricot Tiger không nữa? Để mình kiểm tra coi nha các bạn ơi. Hy vọng là Apricot Tiger. Đúng rồi bạn ơi. Em nói đây rồi nè. Cuối cùng cũng thêm một con mới bạn à. Oh, Apricot Tiger. Đây, mình sẽ cho các bạn coi nha. À, cái con này với lại cái con Tiger Brown á thì nó khác màu thôi ha. Đây, Apricot Tiger nè bạn ơi. Đó, nó đó. Còn cái con Brown hình như là màu đậm hơn thì phải. Đúng rồi, Brown màu nó đậm hơn các bạn ơi. Rồi, và mình đã thêm được 3% nữa rồi. Chúng ta đã đạt được 82,3% Magic Cap Death rồi đó. Ui, lâu thiệt sự luôn. Còn 6 Magic Cap nữa là mình sẽ hoàn thành nha bạn ơi. Đây, đây chính là Gacham các bạn ơi, Gacham Mega. Và nó sẽ thuộc hệ đất cũng như là hệ rồng ha. Chắc mình lấy luôn một cái em hệ rồng nữa để ra chơi nó luôn nha các bạn ơi. Và cái con hệ rồng mạnh nhất mà mình đang có đó chính là Dienga nha. Với cái chiêu đó chính là Roll of Time cực kỳ mạnh luôn đó các bạn ơi. Đấy, chạy đi đâu? Chạy đâu con sâu? Một hit thôi là nó lên đường các bạn ơi. Quá đã luôn. Và chúng ta có chiêu Natural Gift cho cái em UC rồi nè. Và wow. Mình được thêm một cái Super Rod nữa, một cái con gấu xịt các bạn ơi. Nhưng mà con câu này mình cũng không có cần lắm đâu. Mình vừa đi chuẩn bị mấy cái loại con câu đặc biệt đó bạn ơi. Đây chúng ta có một cái con câu chưa được cường hóa nè. Một cái Ray Aurod và một cái Pro Aurod nha các bạn ơi. Ồ, bây giờ câu cá nó cũng cần phải chia cái con câu ra để mà câu nữa các bạn ơi. Khó phải chịu luôn đó. Đầu tiên thì mình sẽ câu thử bằng cái Aurod chưa được cường hóa thôi. Thử nó có lên mấy cái dạng Magic Cup đặc biệt không nha các bạn. Ui các bạn ơi, mình câu được một em Magic Cup gì đây nè. Để bây giờ mình bắt thử coi sao nha. Không biết em này mình đã có chưa nữa. Nhưng mà nhìn màu của nó rất là lạ nha các bạn ơi. Đây là Magic Cup Blue nè. Và đây là một em Magic Cup mình chưa có bạn ơi. Ôi. Ui, rất là xịn sò luôn. Chờ nãy giờ mới có được một con Magic Cup mà chưa có đó bạn. Đây. Đây em nói đây nè. Wow, xịn vậy cái chữ ngờ. Em nói chính là màu Blue nha. Và cái con này là con này là Blue Brand Rock nha bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. À, Magic Cup mưa rơi hả? Ok, mình sẽ cất nó vào trong đây luôn nha. Wow, cuối cùng thì cũng đã có được 85% rồi bạn ơi. Còn 4 em Magic Cup nữa thôi là chúng ta sẽ full cái Magic Cup Death rồi nha bạn ơi. Cố lên nào. Giờ mình sẽ câu tiếp coi. Ui, các bạn ơi, hình như mình đã câu thêm một em Magic Cup đặc biệt nữa nè. Và em này mình có chưa ta? Có vẻ như là chưa rồi đó các bạn ơi. Wow, giờ thì bắt nó luôn bằng Diamond coi nè. Ui, chờ đúng một cái dạng mới á, nhưng mà nó khó thiệt sự luôn các bạn ơi. Wow. Đây, và chúng ta thành công rồi nè. Và mình đã đạt được 88% rồi nha. Em đó chính là Scaly Magic Cup nha bạn ơi. Ui, Magic Cup mà nó lộ rõ xương cá luôn nè. Rất là xịn sò nha bạn ơi. Đây, em nói đây nè. Wow, nhìn đã chưa? Cái thứ nó cũng rất là bự nữa. Rồi, mình sẽ cất nó vào trong cái PC luôn nha. Wow, xịn thiệt sự luôn nha. À, ngon lành cành đào rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ còn bay Magic Cup nữa là xong luôn cái Magic Cup Death rồi nha các bạn ơi. Ui, có một con BKMQ từ xa kìa bạn ơi. Ơ, đây là một con Magic Cup màu xám hả? Hình như là mình chưa có bạn ơi. Nó có một cái đốm đen ngay mắt nè. Wow, câu nãy giờ mới được một em mới nữa nè. Và đúng rồi các bạn ơi, rất là xịn sò luôn. Chúng ta đã tăng lên được 91% Magic Cup Lock rồi đó. Ồ, ngon lành chưa. Để mình sẽ kiểm tra coi thử cái dạng này là dạng gì nha. À, đây là Grey Budget các bạn ơi. Grey Budget. Ui, cũng khá là ngon ha. Ồ, thì mình sẽ cất em này vô trong PC luôn nha. Chúng ta chỉ còn hai dạng nữa là xong cái Magic Cup Zoom rồi các bạn ơi. Ồ, để bây giờ mình sẽ câu tiếp coi.
Ôi bên đây có một con boss Ampharos nè. Đây đây là Mega Ampharos luôn. Mình sẽ lấy Crowden ra để mà xài chiêu Precipice Play nha. Ơi nó ngậm cu tỏi luôn. Và nó cho mình một cái Ray Candy nữa, một cái cánh nữa, cũng khá là xịn sò đó bạn ơi. Sáng tiện chắc mình sẽ đi phiêu lưu một tí đi. Nãy giờ mình đi câu cá hoài nó cũng khá là mệt đây. Mình sẽ đi quanh quanh đây tìm thử nó có cái Zygarde hay là Zygarcel nào không nha. Đó, thường thường thì nó sẽ xuất hiện quanh mình thôi. À đây các bạn ơi, có một cái nè. Và đây chính là Zygarcel nha. Ồ, đây chính là cái thứ 60 của mình đó bạn ơi. Rất là đã luôn. Wow, mình tìm cũng khá là cực khổ chứ bộ. Đó, được cái thứ 60 rồi nha. Ngon lành cành đào liền. Để mình đi tìm thử coi. Ây da, cái con Ekan này sao thách đấu tôi nữa. Cái con này nó muốn tìm tới cái chết không bạn ơi. Rồi để mình kiểm tra tiếp coi. Ui, phía bên này có gì không? Đây là vẫn là cái khu hồi nãy nữa bạn ơi. À đây 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 đây. Ồ cái này thì sao nó bị nằm ngược vậy ta. Và mình cũng không hiểu luôn. Rồi nói chung thì mình sẽ cất cây đuốc vô đi. Đó, chứ để cây đuốc á, lỡ nó cắm nhầm là mất cái Zygarcel của mình đó. Đây, đây chính là cái 61 của mình đó. Quá xinh xò luôn nha các bạn ơi. Wow, đi vòng vòng mà kiếm được hai cái như vậy nó cũng khá là ngon đó. Chỗ này nó cũng gần với cái chỗ mình câu cá thôi à. Rồi mình đã đổi một cái địa điểm câu cá mới rồi. Và mình được một em Magic Cup mới nè các bạn ơi. Ôi con này là cái con có lẽ như là Bloodsmart thì phải. Ồ, cái mặt nạ màu đen đó các bạn ơi. Để mình bắt nó thử coi. Wow, đúng rồi các bạn ơi. Đây chính là một cái dạng mới rồi đó. Bloodsmart của tôi. Ồ các bạn thấy không? Bây giờ nó đen qua chỗ con mắt luôn nè. Bình thường nó chỉ đen ở trên cái đầu thôi. Đó đó chính là Black Forehead. Còn đây là Black Smart đó các bạn ơi. Rồi mình chỉ còn một em cuối cùng thôi. Đó chính là White Mask. Chỉ thiếu một em nữa thôi nha các bạn ơi. Để mình sẽ cố gắng cầu thử coi. Cái em Black Smart đâu rồi. Đây nó ở dưới đây nè các bạn. Rồi thiếu một dạng nữa thôi à. Rén lên nè. Để xong cái Magic Cup Lock này mới được. Ui và đây rồi các bạn ơi. Đây chính là White Mask đó. Tìm rất là khổ luôn nha. Đó em nói đây rồi nè. Và bắt thành công luôn. Nãy giờ mình tốn rất là nhiều diamond luôn đó. Ui và cuối cùng thì mình cũng đã câu được cái dạng đặc biệt của em Magic Cap rồi các bạn ơi. Đó và đó chính là cái dạng White nha các bạn. Đâu rồi dạng màu trắng của tôi. Đây nè các bạn ơi. Và mình đã hoàn thành xong 33 dạng của Magic Cup rồi. Ôi nhưng sao nó chưa full cái Magic Cup này ta. Các bạn hãy đếm xem nè, chúng ta đã có 33 dạng rồi nha. Dạng bình thường nè là có được 2 con. Cái dạng Calico này á, thì có được 4 con nè. Dạng màu cam thì có 3 con nè. Màu hồng cũng 3 con. Màu bạc cũng 3 con. Và màu nâu cũng 3 con nè. Màu trắng và đen đều có 2 con cả. Và màu xanh cũng như là màu violet thì mình đều có luôn. Tất cả là 2 con. Cuối cùng là màu shiny. Ôi sao kỳ vậy ta. Mình đã full hết rồi mà. Khá là khó hiểu đấy bạn ơi. Mình cũng không biết luôn. Ai mà biết cái cách làm full cái Magic Cup Deck này á, thì nhớ comment ở phía dưới cho mình nha. Wow. Cuối cùng cũng câu xong đó bạn ơi. Ở nhà thì những cái cây berry nó cũng đã chín hết rồi bạn ơi. Ôi sao rất là nhiều thời gian chúng ta không có thăm lại tụi nó nè. Bây giờ tụi nó chín hết rồi nè. Quá chừng berry chín luôn. Ồ cũng như là mấy cây apricorn nó cũng chín luôn hả. Wow, quá xịn sò đó các bạn. Ôi, sau một thời gian câu cá rất là lâu luôn thì mình cũng đã hoàn thành xong rồi các bạn ơi. Ui, chỗ này nó có một em Pokemon gì đó nó kẹt ở đây rồi. Abutfulan các bạn ơi. Ui, nhìn ghê với chữ ngà. Để bây giờ mình chest ball thử Legendary thử. Wow, còn 2 phút nữa thì sẽ có huyền thoại xuất hiện các bạn ơi. Wow, chúng ta sẽ đi qua một cái vùng khác đi. Hy vọng là có huyền thoại xuất hiện thật. Giờ mình sẽ đi xuống địa ngục nha các bạn ơi. Đó, lâu lắm rồi mình cũng không có xuống đây nữa. Giờ mình sẽ cố xuống đây cho đúng thời gian xuất hiện của em Volcanion nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ chest ball thử coi. Ui còn 1 phút nữa và chưa có con gì xuất hiện luôn hả. Cuộc địa ngục mà. Lên trên này có thử có Volcanion không nha các bạn. Liệu em nó có chịu spawn không. Chúng ta sẽ cùng coi thử nha. Wow địa ngục quanh năm vẫn vậy à. Không có gì mới mẻ các bạn ơi. Ôi Volcanion xuất hiện thiệt các bạn ơi. Ui vào đây rồi. Vãi cái chữ ngợi với tỷ lệ chỉ là 30% nha các bạn ơi. Đây 30% thôi nha các bạn. Wow. Tại vùng địa ngục và thời điểm là hoàng hôn và bình minh đó các bạn ơi. Ôi đây chính là Volcanion hả.
Wow, nhìn nó siêu xịn sò luôn nha bạn ơi. Wow, mình hy vọng là em này nó sẽ không có tự sát nha. Ồ, nhìn nó nè các bạn ơi. Để mình coi thử nó là bộ cái quan hệ gì đây. Em này thuộc hệ lửa và hệ nước. Ui, rất là xịn luôn nha. Wow, nó tính thách đấu mình hả? À, mình đã có Magina rồi. Giờ mình sẽ thu phục luôn Volcanion cho nó đủ một cặp đôi uyên ương nha các bạn ơi. Ui, nó đánh mình cũng rất là đau luôn. Và cái hiệu ứng xịt ống khói của nó cũng rất là đẹp ha. Rồi, giờ thì mình sẽ tiến hành force whip cho nó còn một máu thử coi. Đó, nó còn một máu rồi nữa bạn. Ngon lành. Bắt cái quả đầu tiên vẫn là Whitbon nha. Hôm giờ bắt Magic Cup nó muốn hết Whitbon của mình rồi. Và ôi ơi, mình tưởng bắt Legendary bằng Whitbon luôn ấy chứ. Chuyển qua Sivali thử đi. Mình định nói là Sun Galio nhưng mà thấy nó hệ thép mình cũng hơi sợ. Dùng cái quả Dust Ball tiếp theo nhé bạn ơi. Ở đây thì không có ánh sáng của mặt trời nên là Dust Ball sẽ tung hoành. Ui ui, đã Sivili đâu vậy? À, nó có hệ nước nữa. Mình quên mất đang cầm em Sivili hệ lửa mà. Ôi, và Dust Ball vẫn chưa thành công nữa bạn ơi. Bắt hơi khó nhen. À, vẫn tiếp tục là Dust Ball nữa đi. Ta sẽ cố gắng spam hơi lâu một xíu đi nha các bạn. Trời ơi, nhìn nó kìa, nó đẹp vãi cả chưởng luôn nha. Wow, không ngờ với tỷ lệ là 30% mà chúng ta vẫn gặp được em Volcanion này nha các bạn. Rất là đã luôn. Rồi, bắt nãy giờ không thành công rồi đó. À, quả cuối cùng đi ha. Ui, dưới kia có thêm một em Pokemon gì đó mà như mình đã có rồi thì phải. À, Pokemon đó nó ở vùng Alola đó bạn ơi. Xịn so cũng bò chưa. Rồi, Tamubon nè. Và chưa được luôn. Ôi ôi, bắt hơi khó một xíu. Tiếp tục là Tamubon nữa nha các bạn ơi. Và lần này, ôi nó vẫn chưa được luôn các bạn ơi. Rồi sao nó lắc hơi lâu để nó trêu ngươi mình hả? Nó trêu ngươi mình đó các bạn. Chắc tới xài bộ môn hệ nước là hợp lý nhất đó các bạn ơi. Tamubon nè. Và lần này mày có chịu vô không? Ơi, chúng ta đã bắt được em Volcanion rồi nè các bạn ơi. Quá là xịn sò luôn nha. Wow, quá đã các bạn à. Đâu rồi, đâu rồi. Ui, với tỷ lệ 30% mà mình không ngờ xuống đây á, nó lại xuất hiện được luôn các bạn ơi. Đó, hồi nãy mình có chest ball cho các bạn coi đó. 30% nha các bạn. Siêu đã luôn. Và đây chính là Volcanion của chúng ta nha. Mình sẽ lấy luôn cái em bạn đồng hành của nó. Đó chính là Magina nha các bạn. Mình có bắt em Magina rồi. Magina đây nè các bạn ơi. Đó, đây là bộ đôi yên ương nè. Yêu nhau đó các bạn ơi, Volcanion và Magina. Ủa, đấy các bạn ơi, rất là xịn luôn nha. Em Volcanion này thì kích thước gì đây? Kích thước small. Ôi, bị trừ speed rồi nhưng mà cộng defense các bạn ơi. À, nó đánh chậm nhưng mà nó phòng thủ chắc. Mấy bạn nè, nhìn nó phun sương mù nữa bạn ơi. Nhìn đã vãi chưởng luôn á. Em này thì mình có thể cởi được nha các bạn. Đó, y chang trong phim luôn. Trong phim thì nó chở cái con Magina đi đó các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi nó có được chiêu nước nóng nè, chiêu flame chạc, chiêu water pulse nữa. Nói chung cũng khá là tuyệt vời các bạn ơi. Em này thì chắc sau này mình sẽ tận dụng nó làm bộ môn bay của mình đi ha. À, nhưng mà không có thể chập lửa được hả? Wow, nói chung cũng rất là tuyệt vời các bạn ơi. Ngon lành canh đào liền. Có được bộ đôi yên ương rồi đó, xịn sò cứng bò luôn. Đi ngủ một cái thôi bạn ơi. À, có một em Rattata Shiny kìa. Không biết mình đã có chưa nữa. Wow, dưới đây nó cũng có một cái Wurmhu. Nó ở ngoài đây luôn nè. Mình có thể đi ra ngoài mình coi được nè các bạn. Cũng khá là xịn sò đó. Rồi để mình coi thử coi Rattata Shiny mình đã có chưa đã. Rattata. Ôi, mình có luôn các bạn ơi. Hai con Shiny luôn kìa. Wow, sao mình bắt chi mà nhiều dữ vậy. Thôi bây giờ đi xuống và tiến hành chụp ảnh mấy em Volcanion cũng như là Magina nha các bạn ơi. Xịn sò con bò luôn. Đây, Volcanion và Magina. Sẵn mình chụp hình các em Landorus nè, Tornadus cũng như là Thunderous của tập ngày hôm trước luôn nha bạn ơi. Đây, Volcanion làm cho mày một ô ảnh nè. Đó, đã chưa. Và Magina. Wow, con này nó biết mình chụp ảnh hay sao á. Nó cầm cái bông hoa nè bạn ơi. Đó, đẹp chưa nè. Đó, mình xong được cái bộ đôi rồi nha. Đây, Volcanion và Magina. Đó, bộ đôi yên ương đó bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Ủa, Salamence sao mình để có một cái ảnh này ta. Thôi chắc mình sẽ tiến hóa Mega cái em Salamence này luôn đi. Rồi để mình thêm vô các bạn ơi. Cho em lên Mega luôn nè, Salamence.
Solomon xịn sò. Wow, đẹp chứ các bạn. Lụm nó liền. Solomon. Đây chính là Mega Solomon nha các bạn ơi. Để xuống đây luôn. Wow, để mình lấy thử cái em Onto Solomon nó thử coi nó có tiến hóa Mega được không nha các bạn ơi. Cái em Onto Solomon này á, các bạn không có thể tiến hóa Mega được đâu nha. Nếu mà các bạn tiến hóa thì nó sẽ mất đi cái dạng Onto đó nha các bạn ơi. Các bạn đừng có chơi dại nha. Rồi chúng ta chỉ bỏ đá vào em Solomon bình thường thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cất hai em này đi ha. Và mình sẽ lấy luôn bộ ba Kami ra để mà chụp hình nó luôn các bạn ơi. Quá là đã luôn nè. Bộ ba Kami của tôi để đâu rồi? Sẵn tiện á mình cũng sẽ chụp ảnh bộ ba ao hồ luôn các bạn. Đó, và đầu tiên thì là bộ ba Thunderous, Tornadus và Landorus nha các bạn ơi. Đây, Landorus trước đi. Em này mình mới bắt trong tập trước nè. Đó, chụp dạng thú của nó nha các bạn ơi. Hai em, đó, ngon lành. Và Thunderous xịn sò cũng bò liền. Ok, mình sẽ đi dán ảnh tụi nó nha. dán ở đâu ta? Wow, chỗ này có khá là nhiều chỗ để dán ảnh nè. Bộ ba quá là xịn sò luôn nha bạn. Rồi sẵn tiện chắc mình cũng sẽ chụp bộ ba ao hồ luôn nha bạn ơi. Đây, UC Azil và Maestric nha bạn ơi. Ngon chưa, ngon chưa. Đây, để đây hết các bạn ơi. Wow, nhìn trong đây á, tụi nó to thiệt sự nha bạn ơi. Ủa, nó to ở ngoài luôn nè. Trong ảnh sao nó bự quá vậy? Ở ngoài nó có bé tẹo à. Con này nhắm mắt nữa bạn ơi. Đúng kỳ thức quá à. Wow, nhìn xịn chứ các bạn ơi. Chúng ta cùng xem lại nè. Tất cả là 33 dạng nha. Đó, đây, bên trang này là 30. Bên này là 3 dạng. Và cái con Magic Cap mà Zombie này á là cái dạng đặc biệt khác nha các bạn ơi. Nó không có nằm trong cái Fishing Club này đâu. Rồi, thì cái em thứ hai đó chính là Celot nha các bạn. Celot thì mình phải câu bằng cái Good Rod mới được thôi, chứ xài Urod không được đâu nha các bạn ơi. Giờ mình sẽ tiến hành dọn dẹp đồ và kết thúc video này tại đây thôi nha các bạn. Các bạn ơi, thì tập ngày hôm nay rất là tuyệt vời luôn. Mình đã bắt được em Volcanion này ở dưới địa ngục nha. Em này thì xuất hiện vào cái lúc bình minh và hoàng hôn nha các bạn ơi. Đúng thời điểm này thì nó mới xuất hiện ở dưới địa ngục được lận đó. Wow, và đây khi em nó bay nè, nó xịt ống khói lên để mà bay nha các bạn. Hấp dẫn như kìa. Để mình đáp xuống mình coi nó tạo ra sương mù sao nha. Nó sẽ tạo ra khói nha các bạn ơi. Ủa, đây các bạn ơi, đó, đang tiến hành phun khói nè. Wow, vậy thôi hả? Con này thì nó có hai ống, một bên là ống lửa, hai là ống nước nha bạn ơi. Em này thì là Pokemon hai hệ trái ngược nhau luôn, là hệ lửa và cũng như hệ nước đó bạn ơi. Cũng rất là xịn sò luôn. Ngoài ra thì mình cũng đã hoàn thành xong 97% Magic Cup Best rồi đó. Chúng ta chỉ hoàn thành được 97% thôi, còn cái số còn lại thì mình cũng không biết làm sao luôn đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay đừng quên lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.